À, chào các em, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em cái cách thức, cái phương pháp cũng như một số kỹ năng, cái mẹo cơ bản để sửa chữa một cái máy lạnh inverter. Thì hôm trước mình đã xác định rồi đó, cái phương pháp để kiểm tra cái bo hư hay cái lốc hư là một cái vấn đề quan trọng. Bây giờ hôm nay buổi tiếp theo thì mình đã xác định được cái lốc hoạt động bình thường, mình sửa cái bo. Ha. Thì sửa cái bo, thì muốn sửa được cái bo máy lạnh inverter thì mình phải nhận định hiểu rõ cái máy inverter nó có bao nhiêu cái bo và cái bo nó làm chức năng nhiệm vụ gì thì mới sửa được. Thì cái máy lạnh ba động cơ quan trọng trong máy lạnh là gì? Động cơ quạt dàn lạnh, động cơ quạt dàn nóng và động cơ lốc máy nén. Thì như vậy cái bo trong cái máy mono thì cái bo mạch chỉ có một cái bo duy nhất thôi. Và nó điều khiển cái gì? Nó điều khiển quạt lạnh, quạt nóng. Được chưa? Và cả cái lốc luôn. Thì trong trường hợp đối với máy mono thì cái dàn nóng nói chung gồm cả cái quạt dàn nóng và cái lốc, cả hai loại đều là động cơ AC 1 pha chạy điện AC 220 50 Hz giống nhau và nó điều khiển cách song song. Có nghĩa là vi xử lý ở cái bo dàn lạnh nó sẽ điều khiển ra cái mức điện áp thấp để cho cái dòng điện chạy qua gre, đóng cái gre công tắc lại là cấp điện AC, làm cho mạch động lực cấp điện cho cái dàn nóng hoạt động. Và như vậy cái lốc, cái quạt dàn nóng của cái máy lạnh mono nó chạy một tốc độ duy nhất thôi và nó chỉ điều khiển đơn giản, chỉ đóng công tắc thì cho chạy và không đóng công tắc thì cho nghỉ. Tuy nhiên đối với cái máy inverter có nhiều cải tiến hơn về cái quạt dàn lạnh thì không vấn đề gì. Tuy nhiên cái lốc hoặc quạt nóng thì người ta thường thì can thiệp vào cái tần số để cho nó hoạt động, có thể là tăng tốc hoặc giảm tốc tùy theo cái điều kiện hoạt động đó. Đây là cái mong muốn người ta để làm giảm cái hao phí điện năng cũng như cái linh hoạt trong cái việc mà điều khiển cái lạnh chạy. Ví dụ muốn chạy cho nó nhanh lạnh thì ta phải tăng tốc. Thì trong trường hợp mà nếu điều khiển những máy mono thì không được. Thì như vậy thì ở cái dàn nóng của máy inverter nó sẽ có một cái bo. Ha, một cái bo này làm chức năng gì? Thì mình thấy rõ ràng đó. Cái chức năng nó thứ nhất là sản xuất ra cái điện áp 3 pha để cấp cho cái lốc 3 pha. Tại thông thường cái lốc 3 pha là nó chạy hiệu quả hơn cái lốc 1 pha. Thì người ta chế ra một cái mạch điện tử gọi là mạch inverter. Cái mạch này để sản xuất ra cái điện áp 3 pha cấp cho lốc. Lấy điện AC 1 pha rồi tại sao nó chuyển thành cái điện một chiều, DC một chiều. Nhớ là nó không có qua cái biến áp, không có giảm áp, nó vẫn bình thường. Sau đó nó qua bằng nghịch lưu. Và lưu ý nghịch lưu này lưu 3 pha chứ không lưu 1 pha. Rồi nó cấp điện cho cái lốc chạy. Trong trường hợp nếu mà cái quạt bằng nóng người ta sử dụng động cơ AC 3 pha thì nó vẫn làm tương tự như cái làm cho cái lốc mạch đó của mạch inverter. Tuy nhiên có thể là cái quạt dàn nóng công suất nhỏ hơn hoặc là điện áp thấp hơn. Nhưng mà thì thông thường á, người ta chế vậy đó là hai cái mạch inverter trên cùng một cái bo dàn nóng, một cái để cấp cho cái gì? Cái lốc, một cái để cấp cho cái quạt dàn nóng. Được chưa? Thì cái hay của gì? Cái hay của cái mạch này nè là người ta can thiệp vào tần số, vi xử lý có thể cho cái nguồn này có tần số cao hay thấp. Thì các về mặt lý thuyết á thì chúng ta thấy rõ ràng đó, vi xử lý sẽ ra lệnh cho các cái con chăn to hoặc IGBT đóng mở. Thì chính cái tần số đóng mở đó thì nó làm thay đổi tần số của cái nguồn điện cấp cho cái lốc và quạt. Thì cái chỗ đó là nhanh chậm, tần số càng nhanh thì động cơ chạy càng nhanh, còn tần số càng thấp thì càng thấp. Cái này người ta lập trình được đó. Thì như vậy thì tóm lại ở cái bo dàn nóng của máy inverter thì nó có mấy chức năng. Một là gì? Chúng ta thấy là nó gồm gài, chứ chúng ta lưu ý nè. Thứ nhất, cái mạch tạo nguồn 3 pha cấp cho lốc, mạch tạo nguồn 3 pha cấp cho quạt dàn nóng. Mạch này là mạch gì? Mạch inverter thì nó cũng đơn giản lắm. Điện AC 1 pha đưa vào qua đi đó chỉnh lưu đúng không? Xong ra được điện áp nhiêu? 220 nha. Nhớ 220 nha. Không có thay đổi gì hết, không qua biến áp. Rồi điện áp 220 là dạng gì?
một chiều nhưng mà dạng hình sin hai bán kỳ dương, rồi sau đó cho qua cái lóc cái tụ lọc, thì sau khi qua tụ lọc thì điện áp được nâng lên mức nhiêu, căn 2 của 2 là phân bổ 1/4 đó. Thì sau khi ví dụ điện áp AC và 220 thì sau khi qua cái tụ lọc thì cái nguồn điện một chiều bây giờ nó là 310. Tại sao 220 nhân cho 1/4 là 310? Trong trường hợp máy nội địa nó xài 100V thì nó ra nhiêu? 140. Rồi trong một số trường hợp máy nội địa 100V nhưng người ta muốn nó xài điện áp cao thì sao? Thì qua cái mạch vừa chỉnh lưu vừa tăng đo điện áp tăng lên được 280. Thì thông thường em thấy là các cái mạch mà các con chăn to có IGBT đó, IGBT nó tạo nguồn 3 pha để cấp cho cái đoạn lóc đó. Thì dòng điện chạy qua lóc là tải lớn, đồng thời chạy đi ngang cái con IGBT đó, thì cái con đó là công sức. Mà nếu nguyên tắc điện áp càng cao thì cái dòng điện càng nhỏ, công sức không đổi. Thì thông thường các mạch người ta muốn cho nó cái dòng nhỏ thì nó ít có hư, ít chết. Nha. Nó còn dòng lớn thì sao? Nóng, mau nóng, dòng chân to, dễ chết. Thì do đó xu thế người ta làm cho cái điện áp cái này càng cao càng tốt. Cao thì công suất nó không gì thay đổi, cao dòng nhỏ. Công suất cố định ha. Rồi như vậy thì khi mình sửa đó thì mình lưu ý nè. Mình vào, mình không phải đo từng con. Mình xác định cái bo mà dàn lạnh thì biết rồi, hiểu rồi, trước học rồi, nắm chắc rồi. Còn cái bo mà cái dàn nóng thì nó gồm những cái mạch nào? Thứ nhất có một hoặc hai cái mạch inverter. Một cái mạch đi cấp gì? Cấp điện 3 pha cho cái lốc, một cái mạch đi cấp điện 3 pha cho cái quạt. Cái mạch vi xử lý để điều khiển các mạch inverter chạy. Phải cấp xung nó chạy được. Mỗi cái mạch inverter 3 pha này cấp mấy xung? 6 xung đúng không? 6 xung. Vào 6 chân B của 6 con chăn to. Thấy chưa? Thì các chân này vi xử lý điều khiển. Nên do đó bộ này phải có vi xử lý. Như vậy con vi xử lý xài điện mấy volt? 5V. 5V. Như vậy thì trong cái mạch này nó phải có cái nguồn 5V cấp cho. Thì thông thường người ta thường hay chế là gì? Nguồn xung. Cho nó gọn, đây là nguồn xung. Thì do đó đây là cái mạch thứ hai mà nguồn xung. Cái thứ ba là một số mạch gì, mạch bảo vệ. Cầu chì thì cũng là mạch bảo vệ nè. Chống nhiễu, chống sét nè. Bảy chống sét là hai cái tụ, hai cầu, hai cái cuộn dây nè. Cái này học hoài đúng không? Nè, chống sét nè. Và một số cái mạch bảo vệ mà quá áp quá dòng đó thì nó đo từ cái đâu? Từ cái IC công suất của cái cấp 3 pha ra. Chỉ cần 3 pha này điện áp khác nhau là nó cũng cho nghỉ chạy. Vì xí ngưng chạy, ngưng cấp xung cho cái con IGBT nghỉ chạy. Ha. Rồi nếu mà điện áp tăng cao thì nó cũng lấy từ cái mạch gì? Mạch cầu phân áp. Đưa vào vị xử lý biết hiểu được đó là cao áp và ngưng chạy. Thấy chưa? Thì cái mạch chính của nó là 1 2 3, còn mạch gì nữa không? Còn một cái mạch nữa là mạch giao tiếp, tức là trao đổi thông tin dữ liệu giữa hai cái bo dàn nóng và dàn lạnh. Thấy chưa? Thì để sửa chữa được nhanh chóng thì chúng ta không có mò từng đo từng cái một, mà ta kiểm tra tháo hết từng linh kiện mà đo. Bây giờ chúng ta xác định được, thứ nhất đầu tiên vô cấp điện vô chúng ta kiểm tra đâu? Nếu mà động cơ không chạy chúng ta kiểm tra điện áp 310V có không? Có không? Nếu có thì sao? Nếu không sao? Nếu có thì có nghĩa là sao? Cầu gì? Cầu chính lưu. Cầu chính lưu, ok, tới đó rồi. Thấy chưa? Ra đây có điện áp 3 pha chưa? Nếu có thì nói gì nữa đúng không? Có không là đây? Có nghĩa là cái IC điều khiển công suất này nó hoạt động tốt. Thấy chưa? Đó. Như vậy có 310 ở đây mà nó ra không có thì chúng ta xem lại các chân điều khiển của con vi xử lý. Kiểm tra tiếp. Nguồn 5V. Có chưa? Nếu không có thì sao vi xử lý chạy được mà có điện? Được chưa? Nếu 5V có, bây giờ 5V có thì cái khả năng cái mạch này nó chạy tốt là cao. Vi xử lý có thì vi xử lý mới hoạt động mới đưa ra được 6 cái tín hiệu chỗ 6 chân B của chân to trong cái IC điều khiển này, nó mới chạy được cái K3 pha. Tương tự nhánh này cũng vậy.
là song song, mà chỉ có cái là có thể công suất thấp khác nhau thôi, chứ hai bài này giống nhau nha. Rồi cái bài giao tiếp là nó chỉ phát tín hiệu từ con vi xử lý này qua vi xử lý khác, từ vi xử lý ở bên dàn nóng phát qua cho dàn lạnh, ngược lại. Thấy chưa? Thì cái phân tích cái mạch thì nó cũng hơi khó. Tuy nhiên để mình xác định được hư hỏng hay không thì mình có biện pháp khắc phục, chứ không phải là mình cứ mò đóng mò và mình đo một số điểm quan trọng thôi, chứ không phải là đo hết cái mạch. Nguyên tắc sửa máy thì mình đo những điểm quan trọng, được chưa? Thì như vậy mà sao với cái mạch mà cái máy inverter để kiểm tra cái bo inverter bo đầu đó nó chạy thế nào thì sao, thì người ta sao, người ta đo đầu tiên là 310V một chiều để xe có không, thứ hai đo 5V có không, được chưa? Hai cái này mà có thì coi như ngon lành rồi. Thứ ba gì nữa, kiểm tra cái xung liên đạc với hai mạch. Nếu mà cái xung đó phát về cái xung mà từ cái dàn nóng nó phát qua dàn lạnh nhận được thì mình đo đâu, mình đo chỗ cái trước khi gõ vào cái con vi xử lý bên phía dàn lạnh, mình đo được xung đó thì có nghĩa là sao, có nghĩa là cái xung nó phát đi xung tín hiệu báo hiệu nó liên lạc đó nó hoạt động tốt, nó báo và tới bên vi xử lý kia. Và ngược lại mình đo ở bên chân cực thu của vi xử lý bên đây, bên dàn nóng mà có tín hiệu ha, thì có nghĩa là con kia nó phát vào đây thì hai con đều phát được hết, phát tín hiệu hết, thì có nghĩa là cái mạch này coi như cái xác suất chạy rất là cao. Mình đo hai xung đó mà nó không chạy thì cái khả năng nó trục trặc là rất cao. Còn nếu hai xung đó mà nó có thì có nghĩa là người ta mạch coi như thông. Thấy chưa? Đúng, có những cái mẹo mà kiểm tra như vậy đó. Còn khi đi sâu ra nữa thì từng cái mạch một mình muốn học kỹ hơn, giỏi hơn, tốt hơn thì mình phải học nắm chắc từng cái mạch một để phân tích. Để xác định được cái mạch nó hoạt động hay không thì người ta kiểm tra các giá trị điện áp ở tại một số điểm trong mạch. Thấy chưa? Thì như vậy trong mạch này, mạch hai bo đều điện áp nhiêu? AC 220V, rồi DC 310V. Thấy chưa? Rồi 5V, 9V, 12V gì đó. Thì chúng ta sao? Sử dụng dụng cụ rất đơn giản là gì? Cái máy đo VOM này đó. Máy đo được nhiêu volt? Nó là được cả ngàn volt đúng không? Cả ngàn volt. Do đó đo 310V được không? Dễ ợt. Đo vô thì sao? Que đen, muốn đo điện áp DC, que đen, kẹp mát, que đỏ, chấm cho điểm cần đo. Thấy chưa? AC thì không cần. Còn DC thì que đen nhất khoát cái mát. Thấy chưa? Nhưng mà sau này mình lưu ý là mình để cho nó lẹ đó. Mình cắt cái dây mát này nè, cái dây đen nè, mình đừng có là cái que, mình là cái kẹp á. Nó lẹ hơn, dễ kẹp vô mát xong mình cũng đo dễ. Còn mình chấm thì mình phải dùng hai tay. Còn dùng cái kẹp cái xấu, mình kẹp vô cái dây mát này thì mình cứ đo thoải mái. Mình đo nhìn, nó linh động hơn. Hiểu không? Đó, khi mà dùng hai tay đo thì phải dùng hai tay nè. Mình đo nó rất là bất tiện. Và này dùng cho mấy học trò chứ thật thợ chuyên nghiệp thì mình kẹp vô mát sẵn đó. Mát, nếu mà đo điện AC thì đo kẹp mát AC. Còn đo DC thì kẹp mắt DC. Thấy chưa? Tuy nhiên, trong cái mạch điện tử, em hãy lưu ý cái điều này, nó còn có gì? Nó có cái xung. Nó gửi tín hiệu, nó phát báo qua lại bằng xung điện tử chứ không phải là bằng cái mức điện áp. Cái xung nghĩa là gì? Cũng là giá trị điện áp, tuy nhiên nó không có duy trì liên tục. Mà nó có thời gian ngắt quãng. Cái ngắt quãng tùy theo cái tần số, tùy theo cái tín hiệu của cái mạch mà nó có ngắt quãng thế nào. Thì hôm khác thầy sẽ giải thích hướng dẫn em về cái tín hiệu xung, tín hiệu điều khiển của vi xử lý. Thì giờ mình chỉ hiểu đơn giản nó là tín hiệu xung, nó là tín hiệu 5V chẳng hạn, là không có cố định, chết tắt tùy theo tần số nha. Thì để kiểm tra được cái gì, cái xung đó thì người ta có cái máy đo chuyên dụng, lấy máy đo sóng thôi. Đây là cái máy đo oscillo nè, máy còn là tên tiếng Anh là oscilloscope, máy đo sóng để đo tín hiệu được chỗ nào trong mạch cần thiết đo. Máy đo rất hiệu quả đó, máy này đo tới nhiêu hạt hả, đo tới nhiêu, đo tới nhiêu 400V, à đo tới 400V đó, điện áp DC thông máy tới bao nhiêu mê, tần số được nhiêu mê, 100 mê là rất cao, ngon lành, đo thoải mái. Cái phổ đo rất rộng,
cái máy đo 100 mê, cái máy cũ này em thấy không, thấy máy cũ không, cái máy cũ này to đùng chứ đo cái 20 mê à, 20 mê à, đó dở à. Tuy nhiên máy này là rất là hiệu quả, máy này là đo tới 100 mê và điện áp đo được tới 400V AC, DC 400V mới bật một đó, nhưng mà nhân mà 4000W thấy chưa. Tuy nhiên không phải thợ nào cũng có cái máy này, và em đi ra đường em sửa sách máy này theo nó mất tiện lắm, thấy chưa. Rồi một thiết bị khác nữa là gì, cái xung là gì, là cái xung, cái này là cái máy phát xung. Em thấy trong cái quạt dàn lạnh nó có một cái xung han báo về phản về, nó giống như cái máy phát xung, nó gửi về bị xử lý để bị xử lý hiểu được à nó có chạy và tần số nó như thế nào, nó đều đặn hay không để tao biết được nó chạy tốt không. Thì như vậy trong trường hợp người ta nghi ngờ cái mạch của nó hư thì cái quạt nó không cho chạy. Em lưu ý là cái quạt dàn lạnh không chạy là coi như lốc không chạy, bị xử lý hiểu vậy đó, nó phải hiểu không cho chạy. Thì như vậy để kiểm chứng nó hoạt động bình thường không, chỉ có duy nhất cái quạt dàn lạnh hư hay không, thì ta lấy cái máy này ta chỉnh tần số phát xung gần bằng với cái tín hiệu xung của cái quạt dàn lạnh thì phát cho VCD chỗ đó đó, thay thế cho cái xung han thì VCD vẫn nhận và chạy được bình thường, thấy chưa. Đó thì cái máy này mới chuyên dụng nè ha. Rồi tuy nhiên cái này cũng ít xài lắm. Chúng ta đang phát cái xung là 955 hạt và dạng xung là tam giác. Đây cái máy này là máy đo xung, đo dạng sóng, hiển thị thấy không, tam giác không, tam giác đó. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua cái dạng sóng khác nữa, cũng tần số đó nhưng khác, xung vuông dễ thấy ha, sẽ xung vuông, xung sin nè, sin ha, sin thấy chưa. Rồi qua xung vuông nè, đây vuông ha. Đó bây giờ đó là cái máy hiện đại, máy móc là hiện đại, nhưng mà tuy nhiên mình làm thợ mình đi sửa điện bên ngoài mình sắp theo nó cũng cồng kềnh khó lắm. Nên như là thiết bị chuyên dụng à, tuy nhiên để mà xác định được nó có cái xung hay không thì hướng dẫn em làm một cái mạch thế này đơn giản thôi, một cái con led 2V khoảng 2 mA gì đó, nhỏ càng tốt, lớn cũng được không sao chứ. Thì mình hàng vô một đầu, đầu mình kẹp mát, kẹp vào mát của bo mạch. Cái đầu chân này có chân cực dương, cực anod của led ha, là mình cắm vào cái chỗ mà mình cần kiểm tra cái xung, thấy chưa. Thì nếu mà led sáng lên thì có xung, led không sáng là không có xung. Nguyên tắc cái xung mà tần số vào đầu càng nhanh thì cái xung càng sáng càng lâu đó. Thì trong cái mạch này, trong cái mạch của cái máy lạnh inverter nó có nhiều cái xung lắm. Dù cái xung chỗ VCD đưa ra điều khiển gì, điều khiển motor bước, cái xung VCD đưa ra điều khiển cái gì, quạt dàn lạnh, cái xung của quạt dàn lạnh đưa về báo cho VCD biết, thấy chưa. Rồi cái xung của cái mạch ACDS thu về đưa qua VCD, thấy chưa. Thì chúng ta muốn kiểm tra cái xung nó còn có hay không thì chúng ta lấy cái mạch này, cái thiết bị này, dụng cụ này nè, chúng ta kiểm tra rất là hữu hiệu. Và ngoài ra trong cái mạch này nó có một cái mạch gì, mạch giao tiếp giữa hai cái bo, thì nó gửi thông tin liên lạc qua bằng cái xung chứ không phải bằng điện áp, bằng cái xung. Thì do đó chúng ta kẹp thử vô kiểm tra ha, xem coi mình nhìn vào cái gì, cái hoạt động của cái xung đó, lấy đó thì mình biết được nó hoạt động sao. Tức là mình đo cái tín hiệu từ cái VCD bên phía dàn gì, dàn nóng, phát về cho cái VCD dàn lạnh nhận được nè. Và cái tín hiệu này là mình đo ngay tín hiệu ngay chân VCD của cái gì, của cái bo dàn lạnh phát ra, thấy chưa, phát ra. Như vậy mình kiểm tra cùng lúc hai cái tín hiệu, một cái phát cái thu, nếu ok thì coi như cái bo này xong, hoạt động ngon lành. Dĩ nhiên cái bo này cũng hoạt động ngon lành, bo dàn lạnh phát tín hiệu có phát, thấy chưa. Thì sao, thì nó chạy tốt, VCD không chạy sao phát tín hiệu được. Bây giờ do đó các bạn, người ta phát hiện cái led chớp tắt xung nè, có xung nè, thì có nghĩa là nó gửi xung về tín hiệu về cái bo dàn nóng, thấy chưa. Thì ta kết luận cái bo này chạy ngon lành. Còn ngược lại ở cái mức ở đầu thu, nha, đầu thu
Thu thì chúng ta thu tín hiệu từ cái bo vàng nóng phát về bo vàng quy xử lý của gì? Vàng lạnh. Thì có nghĩa là sao? Là tín hiệu của quy xử lý có phát về cái bo vàng lạnh, có nghĩa là mạch mạch gì? Mạch giao tiếp. Nói chung, nói kiên là nói chung cái bo của vàng nóng chạy tốt. Bo vàng nóng không có chạy thì không có phát được tín hiệu này. Ha. Đó, thì tuy nhiên lưu ý nè. Thấy quạt là cấp điện quạt là anh chạy không? Chạy. Nhưng mà lốc không có chạy, quạt không chạy nha. Ok, có kìa. Thì chúng ta sao? Chúng ta lưu ý nào điều này. Cái xung này chúng ta lấy ra nó phát vô đây ra làm sao? Phát ở đây ta kéo xuống mát rồi. Kéo mát. Đó có qua tới được cái bo của vàng nóng không? Không. Không. Được chưa? Tương tự ở đây nè. Cái vàng nóng phát ra, tới đây ta kéo xuống mát rồi. Trước khi vô chân vô xử lý là cái xuống mát rồi nè, thử nó nè. Nha, thì chúng ta muốn cho nó chạy phải gỡ ra nó mới chạy. Chúng ta kiểm tra để thấy nó có hoạt động. Hai bo ok đó. Không chặt chứ. Nha. Thì em lưu ý nè. Cái con led xanh này nè nó cháy thì sao? Sáng liên tục. Sáng liên tục. Chứng tỏ tần số cao hơn đây, là chớp tắt nhìn thấy được nè. Nha. Hai này đi chung cùng một đường dây đúng không? Cái dây tín hiệu giữa vàng nóng lạnh đó. Thì hai này đi cho đó, thì do đó hai này đi chung một đường, cái kiểu phát này phát rồi xong đơn công nè, người ta do đó tần số nó khác nhau mới phát được, chứ còn tần số bằng nhau phát cho nó nhiễu, nó nhiễu nó sai ha. Ừ. Hai anh phát trên cùng một đường dây thì phát hai tần số khác nhau, nó hàng này là nhanh hơn chậm hơn nè đó. Thì mỗi một cái mã, mỗi một cái vị trí nó thiết kế một cái mã định tùy theo tín hiệu, mình chỉ cần biết là nó có tín hiệu phát là mình biết chạy ok, cho còn nó phát tín hiệu mã gì đó thì hôm sau mình sẽ nghiên cứu.